Xin chào mọi người, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đa ngôn ngữ cho website của chúng ta. Thì để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của nhiều loại khách hàng thì đa phần các website đều sử dụng cái đa ngôn ngữ này. Thì Laravel chỉ hỗ trợ cho chúng ta đa ngôn ngữ trên những dữ liệu cứng giống như là các test ở trên website. Chúng ta hoàn toàn có thể vào một cái trang trang này chúng ta có thể thấy là những cái phần những cái, cái title này, những cái menu, những cái subscription hay là description căn bản trên website thì thằng level để hỗ trợ thông qua cái việc uh, lót cái file JSON hoặc là cái file LEN rồi nhưng mà cái phần nội dung thì thằng level này hoàn toàn không hỗ trợ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái module này Chỉ để tìm hiểu về cái module này chúng ta sẽ đi vào cái phần module CMS, thì cái module CMS đã được tích hợp sẵn cái phần đen ngữ này rồi chúng ta có thể nhìn vào cái phần model của thằng cm này chúng ta có phần post thì để mà áp dụng cái đăng ngữ chúng ta chỉ cần khai báo cái use translate track này thôi train này thôi và chúng ta khai báo thêm một cái phần một cái biến là translable và chúng ta khai báo những những cái view cái mà chúng ta muốn áp dụng cái đăng ngữ này thì cái lưu ý khi mà chúng ta áp dụng cho những cái field nào á thì chúng ta buộc phải khai báo những cái cái field đó ở cái kiểu là long text. Tại vì khi mình lưu á là mình lưu JSON, mình sẽ lưu nhiều cái dữ liệu hơn so với cái cái table bình thường của chúng ta. Thành ra cái cái data của nó sẽ lớn hơn. Và nếu mà chúng ta khai báo cái kiểu string thông thường như phía dưới này á, nó sẽ báo lỗi là cái ký tự dài hơn ví dụ như 2500 ký tự chẳng hạn. Nó không đúng với cái kiểu dữ liệu mà thằng mà SQL có thể để lưu trữ đây là cái phần chúng ta khai báo ở phần model thì ở cái phần giao diện thì chúng ta khai báo những cái gì thì chúng ta lưu ý một số cái Let alias mà trong cái admin UI nó đã hỗ trợ sẵn với chúng ta scroll xuống chúng ta có thể thấy là bốn cái Let alias này là Translable, translate, display, alert, rồi status và header mình sẽ đi vào cái phần giao diện mình sẽ thấy tương ứng với nó ở cái phần phần phong tạo chúng ta sẽ sử dụng hai cái là translate alert và Translable này thì cái này chính là cái phần label chính là cái phần mà nó sâu ở phần này ngôn ngữ nè và cái translate là, là cái dòng phía trung trên này rồi mà ra còn hai cái là status và header thì status và header á, thì nó nó sâu ở cái phần này thôi mọi người cái header là nó sâu những ngôn ngữ hỗ trợ và cái là là nó sâu cái phần uh, trạng thái À, uh, Translate Able này nó sâu những cái trạng thái của cái bài viết của chúng ta Giờ ở đây mình có thể thấy là bài viết nội bật Thì nó đã có hỗ trợ hai ngữ nhưng mà ở phần bình thường đây Thì nó chỉ mới có tiếng Việt thôi Thì mặc định khi mà chúng ta cài cái New Net Framework á nó chỉ có một ngôn ngữ thôi Mọi người có thể thấy ở cái phần này đó, khi mà mặc định khi mà cài mới 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 cài về nó chỉ có cái phần một ngôn ngữ tiếng Việt thôi thì để chúng ta mở nhiều ngôn ngữ ra thì chúng ta hoàn toàn có thể vào cái phần config đây vào cái phần Arial locale này nè chúng ta mở cái tiếng Anh ra chưa và mình mình lót lại đây thì lót lại thì nó ra được tiếng Anh và tiếng Việt này mọi người thì từ đây mình hoàn toàn có thể sửa phần nội dung của tiếng Anh lại cho nó sẽ show ra ở ngoài cái website của chúng ta ở cái phần admin hiện tại nó, nó chỉ hỗ trợ là tiếng Anh và tiếng Việt thôi tiếng Anh tại nó sẽ sửa lại những cái thay ở đây cái mặc định nó sẽ show cái nội dung của tiếng Anh ở cái phần content này ra và tiếng Việt đấy mặc định nó sẽ show cái phần content mà tiếng Việt ra nhưng mà chúng ta hoàn toàn ở đây chúng ta có thể sửa tiếng Anh và tiếng Việt luôn mình hoàn toàn có thể switch qua switch lại thì nó sẽ dựa vào cái edit locale này và nó sẽ thay đổi cái ngôn ngữ và mà... Để chúng ta muốn được chưa? thì ở đây cái phần bài uh, viết nội bật mình đã khai báo là nội bật và bên tiếng Anh là hot block đi và đồng thời chúng ta sẽ cập nhật lại cái phần menu một xíu những cái phần menu này tại vì mới đang là tiếng Việt à? ta sẽ lưu nó và thêm một cái bảng tiếng Anh ở đây tại vì cái trang này á, mình chưa có để cái tay thô tiếng Anh vào cho nên là nó nó trống này thôi đây mình để là hôm đi đây, cái phần giao diện này mình cái phần trang này mình đang là chỉ có là tiếng Việt thôi đây mình hoàn toàn có thể khai báo lại home ở đây rồi, mình đã thấy hai cái nút edit rồi nghĩa là nó đã tồn tại hai ngôn ngữ ở đây rồi thì để mà hiển thị cái đang ngôn ngữ á đơn giản thì đây chúng ta chọn tới cái thuộc tính như bình thường thôi không cần quan tâm đến cái dữ liệu bên trong nó đâu chúng ta cứ chọn tới cái phần muốn lấy cái name chúng ta cứ chọn tới nem thôi thì cái translate able này nó tự lấy đúng với ngôn ngữ cho chúng ta rồi chúng ta không cần phải quan tâm ở phần này thì để biết cái website nó biết là khi nào dùng tiếng việt khi nào dùng tiếng anh á, thì nó sẽ có một cái middleware ta vào cái phần sale này nó sẽ có một cái refit là set keo này và một cái middle ve là redirect ở đây thì nhờ vào cái cái lục keo này thì hoàn toàn nó có thể là biết được chúng ta đang ở cái ngôn ngữ nào thì mặc định á khi mà mình vào cái trang tiếng việt á thì nó nó ẩn đi rồi chúng ta thử vào một trang tiếng anh được n ở đây thì chúng ta có thể thấy hồi nãy cái trang chủ á, bây giờ nó đã đổi thành là home này mọi người thấy không rồi hot lock. lúc nãy là tiếng việt là trang chủ rồi bài viết vật còn cái trang chủ sai này mình chưa có xét tiếng anh cho nó nó bị rỗng nhưng mà cái phần này không lẽ bắt người dùng tự chuyển qua chuyện lại đúng không thì chúng ta sẽ có một cái phần để mà giống như cái drop down này mọi người hiểu là drop down hay gì đó để người dùng có thể chuyển cái ngôn ngữ quay lại ở trong cái trang home này mình khai báo một số cái thông tin vô đây để cho người dùng có thể chuyển hướng dễ dàng rồi mình nhìn vào đây Nhìn vào chúng ta có thể thấy Là cái ngôn ngữ hiện tại đang là tiếng Anh này, Đấy Rồi tiếp theo là Hai cái phần này là cái phần switch qua switch lại này, Đấy mọi người có thể thấy Rồi tiếp theo hai cái hàm bên dưới Là cái hàm hà lấy cái Current name và Native Đây Native là tiếng Việt Rõ ràng Current name là, là Vietnamese Thì cái phần này ở đâu ra Cái Native cái name ở đâu ra Chính là cái phần config này đây nè nó có cái nem và cái này tiệp này mọi người có thể thấy ở đây Đấy. thì chúng ta hoàn toàn có thể làm cái chức năng này switch qua, switch lại thì mặc định khi mà mình cái phần module cms á nó được sử dụng cái cell module rồi cho nên là tất cả cái ra đi vào cái module cms á thì nó đều đi qua cái module cell này nó đều đi vô đây nhưng mà giả sử một cái số cái rau mà các bạn không áp dụng cái module cell á thì các bạn phải khai báo riêng cái refit và cái middleware là redirect ở đây được kêu redirection redirect ở đây để mà nó xét lại cái phần ngôn ngữ thì các bạn có thể thấy đây đúng không khi mà mình đang ở trang tiếng Việt này mình bấm vào những cái link này những cái link này thì đều là tiếng Việt nhưng mà khi mình vào trang tiếng Anh này thì mình bấm những cái link ở đây nó sẽ đi tới những cái cái trang tiếng Anh thấy không có thể chữ N này thì nó sẽ tự switch cho mình video đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo